Well, I'm really excited today. Tình yêu cũng như đánh đề, mình kết con nọ nó về con kia nên hết tiền. Tất cả các bạn thân yêu, hiện tại Trinh và Tiệp đã đến Dubai rồi nè. Như đã hứa thì Trinh với Tiệp sẽ review những điều đặc biệt nhất ở cái đất nước Dubai này cho các bạn. Sau chuyến bay 7 tiếng á, thì anh Tiệp dẫn Trinh tới khách sạn này. Ở đây thì Trinh không có biết nhiều. Thôi để một lát nữa anh Tiệp sẽ nói những cái ngóc ngách ở khách sạn này cho các bạn biết nha. Còn về vé máy bay hoặc là visa thì không có khó khăn lắm đâu. Các bạn có thể check in ở trên mạng hoặc là nhờ các công ty dịch vụ. Thôi bây giờ mình đi kiếm anh Tiệp nha. Anh Tiệp sẽ là người nói cho các bạn nghe những điều đặc biệt nhất ở khách sạn này. Đi thôi, đi kiếm ổng. Trời ơi, ổng đâu rồi trời. Trời ơi, đứng nói chuyện với gái kìa, mọi người thấy không? Đứng nói chuyện với gái. Anh, em nói xong rồi, giờ tới anh nói ngóc ngách ở đây nè. Morning from Dubai. Bây giờ là 7 giờ 33 phút, đúng như thường lệ Tiệp hay nói câu này nhất. Và hiện tại Tiệp đang ở khách sạn Atlantis, nó nằm trên cái đảo cọ nhân tạo lớn nhất thế giới. Đây là đảo cọ cực kỳ đẹp của Dubai. Và đây là cô gái xinh đẹp from Dubai tên là Phương. Phương sẽ take care Tiệp và Trinh trong những ngày lưu trú tại Dubai. Rất là welcome. Vui nhất là đi đến đâu cũng có thổ điện take care. Đó là điều hạnh phúc và điều may mắn cực kỳ đối với Tiệp. Lần đầu tiên cách đây 9 năm Tiệp đặt chân đến Dubai và đây là khách sạn mà Tiệp ở ngày đầu tiên đặt chân đến Dubai. Và đây cũng là lý do khi xuống tới sân bay Tiệp ra đây đầu tiên để thăm lại nơi 9 năm trước mình đã từng đến đây. Đây là khách sạn Atlantis, một trong những resort hotel lớn nhất của khối UAE, đúng không? Các tiểu vương quốc Ả Rập. Thì khách sạn này nó có khoảng hơn 1.600 phòng và nó là một trong những khách sạn có cái phòng mà đắt hàng, có 2 phòng đắt nhất thế giới. Và lý do Tiệp đến đây, nhưng mà Tiệp không ở khách sạn này, nơi Tiệp ở Tiệp sẽ bật mí sau. Tiệp đến đây để ăn sáng và thăm cái thủy, để ăn sáng và thăm cái thủy cung. Thủy cung cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hot. Thủy cung có cái tên là The Lost Chamber. The Lost Chamber. Đằng sau là chiếc taxi giống như một chiếc siêu xe. Đó là đặc biệt của Dubai. Taxi và những cái xe của police cũng cực kỳ siêu sang. Tổng diện tích của cái khách sạn này là 46 hectare. Và nó có cái Aquaventure, nó là cái công viên nước lớn nhất thế giới. Với bao nhiêu? 17 hectare. Wow. Tiệp đã thử công viên nước đó một lần rồi, cách đây 9 năm. Công viên nước này có rất nhiều con cá mập mà mọi người hãy cẩn thận. Những người đẹp trai nó sẽ ăn thịt đấy nha. Và có một con cá mập đang quay phim. Wow. Có lẽ đặc sản của Dubai là khi đến tất cả đâu những con siêu xe cực kỳ nhiều, giống như những con xe máy của mình vậy. Wow. Đây là một con xe Bentley. Cái màu này cực kỳ đặc biệt, màu này màu limited. Hiện tại là Tiệp đang ở cái thời tiết đẹp nhất trong năm của Dubai. Mà thời tiết đẹp nhất ở Dubai là từ tháng 10 đến tháng 3. Thời tiết cực kỳ đẹp. Và ngày hôm nay thời tiết tầm khoảng 18 độ. Chúng ta có thể mặc một cái áo khoác nhẹ hay mặc như Tiệp cũng được, cực kỳ mát dịu. Và thời tiết mà khắc nghiệt nhất của Dubai là từ tháng 5 đến từ tháng 6 đến cuối tháng 8. Thời tiết lúc đó cực kỳ nóng, có thể thời tiết là trên 50 độ, trên 50 độ ra đường. Tiệp đã tới Dubai vào cuối tháng 8 cách đây 9 năm. Không thể tưởng tượng được thời tiết nó khắc nghiệt thế nào. Nhưng mà đó là chỉ là ra đường thôi. Còn ở trong tất cả những khách sạn thì điều hòa hay wifi, hay là đặc biệt là security, là độ an toàn của Dubai cực kỳ tốt. Mọi người nên đến đây tham quan, trải nghiệm và đầu tư. The Lost Chamber Aqua Room. Chính xác. Anh vừa nói là có rất nhiều cá mập và có một con cá mập đang quay. Anh thấy em mặc cái đầm đại học chứ đi coi coi cá không? Đẹp. Đây là thủy cung này, nó nằm trong khách sạn Atlantis này thôi. Còn cái thủy cung lớn nhất thế giới nằm trong Dubai Mall. Đó chính là cái thủy cung lớn nhất thế giới. Đuổi anh đi nè. Đây là một cái góc rất là nhỏ thôi, nhưng mà Trinh thấy các vlogger chọn làm góc sống ảo trên Instagram rất là nhiều luôn á. Hầu như ai đến đây cũng chọn cái góc này để chụp hình và up lên Instagram làm góc sống ảo, mặc dù rất là nhỏ anh hả? Mặc dù rất là nhỏ. Nên là các bạn chuẩn bị xem bức hình này của Trinh tại đây thì follow Instagram của Trinh nha. Ngọc Trinh 89 có dấu tiếp sách. Ủa cái góc nhỏ vậy rồi đứng tạo dáng làm sao? Không lẽ vậy vậy hả? Đứng sao? Đứng sống ảo làm sao anh? Hey, như bắt cá vậy hả? Vậy hả? Vậy ngồi như hung cá vậy phải không? Tony chụp rồi Tony. Rồi rồi em đứng về cho cá mập tấn công em này. Đứng vậy đứng sao? Đứng mà cho cá mập tấn công cho mình. Đứng vậy tao cho cá mập tấn công em hả? Đứng vậy hả? Không Tony tí sang kia chụp bánh cá để tí về ghép vào. Cái thủy cung ở trong khách sạn Atlantis này nó là một cái thành phố cổ bị chìm dưới lòng đáy biển và họ giữ nguyên cái hiện vận như vậy. Và trong cái thủy cung này nó có 65.000 sinh vật biển. Nghe nói mới chia tay cô. Sao? Ừ thì sao? Nghe nói em mới chia tay bồ. Ừ. Thì sao? Em có muốn hạnh phúc lại không? Cách nào? Yêu anh đi. Welcome Dubai Miracle Garden. Và thăm khu vườn này bạn phải mua một cái vé. Cái vé này có giá trị là 350.000 Việt Nam đồng, khoảng 15 đô la. Nó soi mình đẹp trai không nó mới cho vào nhé. Là một người sống tình cảm, yêu hoa và ghét sự giả dối, nên khi lạc vào đây Tiệp cảm thấy mình đang ở thiên đường. Giới thiệu đôi chút về vườn hoa này. Vườn hoa này được thành lập được khánh thành vào năm 2013 và đúng dịp lễ tình nhân ngày 14 tháng 2. Nó có tổng diện tích là 72.000 m². Các bạn biết là giữa một cái sa mạc khắc nghiệt như Dubai, như các tiểu vương quốc Ả Rập, thì cái vườn hoa này đúng là một kỳ tích của Dubai. Dubai họ còn có thể làm mưa nhân tạo mà. Mỗi lần mưa nhân tạo, một lần mưa là hết 1 triệu đô la. Wow, 1 triệu đô la là 23 tỷ Việt Nam đồng, bằng 2 tập YouTube của mình. Và nhớ không nhầm thì vườn hoa này được xây dựng với kinh phí là 11 triệu đô la. Đây là một vườn hoa lớn nhất trong sa mạc và nó có tên là Miracle Garden. Tên tiếng Việt của nó là vườn hoa diệu kỳ. Nó có hơn và nó chỉ được mở trong từ ngày 1 tháng 11 cho đến 30 tháng 4 thôi, vì trong thời gian này thì thời tiết nó mới đẹp và hoa nó mới nở đẹp như vậy, nên người ta chỉ mở trong cái thời tiết đó thôi. Với lại là nó có hơn 65 triệu bông hoa và hơn 60.000 loài hoa trong cái khu vườn này đó, nên là Trinh nghĩ khu vườn này là một khu vườn tuyệt nhất thế giới luôn. Thấy không? Phương chưa nói gì á. Chuẩn bị nói nè. À lên em mới nói hả? Phải tức cảnh sinh tình chứ, nãy giờ chưa tức cảnh nữa, chờ xíu. Làm gì vậy Trinh? Em đang quay cái đầm nhỏ này mặc nè, đẹp không? Đó về đầm cưới về kia Đỗ Long làm cho em, đó đẹp không? Hoành tráng không? Ừ đầm cưới đàng hoàng. Nó đầm này đầm cưới. Đẹp ha. Đây thấy rồi Tiệp ơi, các bạn đã từng thấy chiếc máy bay nào mà làm toàn bằng hoa chưa? Ở đây mỗi năm họ sẽ thay đổi thiết kế một lần. Có những năm họ sẽ làm theo mô hình của những chiếc siêu xe, và có năm họ sẽ làm theo mô hình của những nhân vật hoạt hình Disneyland. Đặc biệt trong năm 2016, họ đã làm theo mô hình của chiếc máy bay khổng lồ Airbus A380 của hãng Emirates theo tỷ lệ 1.1 và được kỷ lục Guinness ghi nhận là mô hình lắp hoa to nhất thế giới. Xin mời. 45.000 một bô. 45.000 một bô nha. Mà vô 45.000 một bô. Cả nhà ơi. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Ba anh bắt gặp Ngọc Trinh một mình đi mua kem. Một cái điều kiến, một cái không điều kiến nữa. Và lúc đầu Tiệp có nghe Ngọc Trinh giới thiệu ở trong khu vườn này có 60.000 loài hoa. Sai, thông tin sai. Nó chỉ có 60 loài hoa thôi. Còn 65 triệu bông hoa xua. Đấy, tất cả về di tích, về lịch sử, về văn hóa, về ẩm thực, về hoa, về movie sex là... lại thông tin đó là anh Tiệp nói với Trinh á. Về movie sex là hỏi Tiệp, đây là Good Go International. Cái gì movie sex này? Bảo vệ cậu là... Còn bảo vệ tớ là việc của bồ tớ. Bây giờ Trinh chuẩn bị một trải nghiệm lần đầu tiên ở trong đời. Thật sự là nhìn rất là run, không? Thật sự là Trinh không có sợ độ cao, nhưng mà Trinh nhìn hình nãy giờ là Trinh cũng thấy là hơi hồi hộp một chút xíu, nhưng mà thôi cứ thử xem sao. À với lại mọi người thấy bộ đồ hôm nay Trinh mặc có đẹp không? Đây là bộ đồ mà anh Tiệp chọn cho Trinh á, ở shop của chị I Am Candle ở trên Instagram á. Chắc khoảng là 5-10 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu ăn thôi. Mà không nghĩ là cũng biết có ăn được hay không nữa. Hay là đi cho thử cảm giác thôi. Thật ra là đi thử cảm giác thôi, chứ Trinh nghĩ mấy món ăn trên này Trinh cũng không ăn được đâu. Đây mình ngồi trên đây. Và cái này nó sẽ xoay vòng vòng lên cao 50 m. Nãy nó 50 m phải không anh? Ở dưới là chỉ có bảo hộ này thôi, chứ dưới là không có gì hết trơn á. Không gì luôn. Mọi người đang chuẩn bị cho thiết bị an toàn cho Trinh nè, nhưng mà chưa gì hết bị chày chân rồi. Không, chị Minh Phương sợ. Trinh chưa sợ, Trinh chỉ hồi hộp thôi. Thank you so much. Thank you, guys. What's your name? My name is Ibrahim. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Where from? I'm from Uganda. I'm Uganda. Ôi mẹ chị. Chị tưởng chị sợ mà chị không có sợ đâu cô. Chị là cái đứa đấy à? Đi lên đây. Em phải nhìn chị nè. Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối của Dubai. Đang ăn một bữa tối trên không có cái tên gọi là Dinner in the Sky. Có cái tên thôi mà quên hoài. Rồi. Cái bữa ăn tối này có giá là 4,5 triệu là 200 đô. Một người. Thực ra cái bữa ăn trên không này mình có rất nhiều khoảng thời gian để lựa chọn. buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Tiệp quyết định chọn buổi tối thì Tiệp muốn nhìn thấy thành phố Dubai vào buổi tối. Nhưng thực tế thì trước khi đến đây xem ảnh thì buổi sáng mới là buổi đẹp nhất. Lời khuyên cho các bạn là lần sau đi muốn ăn buổi ăn trên không như thế này á, là đi vào buổi sáng các bạn sẽ đẹp hơn. Đẹp hơn buổi tối rất là nhiều. Nó chơi lạnh rồi. Nếu một đôi tình nhân đến đây cùng ăn trên không thế này thì chắc chắn về sẽ yêu nhau nhiều hơn. Một là yêu nhau, hai là bỏ nhau. Thì có hai lý do đấy, một là yêu, hai là bỏ. Nếu để nói về Dubai, Tiệp sẽ dùng một từ duy nhất: tiền và tiền. Dubai là quê hương của những khách sạn xa xỉ, đắt đỏ nhất trên thế giới và là kinh đô của những tòa nhà chọc trời. Hello, xin chào Việt Nam. Oh good, yeah. Xin chào Việt Nam. Dạ. Mọi người ơi, họ chuẩn bị làm kem nè, mình nhìn nha. Họ làm kem trực tiếp ở trên đây luôn nè. Đây, đây là sô-cô-la nè các bạn ơi. Trinh nghĩ là sô-cô-la ở phía bên ngoài và là kem ở phía bên trong nha. Chuẩn bị họ rưới một cái sốt lên cái sô-cô-la này nè, là nó sẽ tan chảy ra và bên trong của nó là kem. Mọi người nhìn nha. Đó. Nó sốt nóng. Wow. Lúc đầu rất là sợ, tại vì Phương là sợ độ cao. Nhưng mà sau khi được thưởng thức cái buổi ăn tối mình ở trên chỗ này thì mất hết nỗi sợ hãi, không còn sợ hãi gì hết. Và nhìn những quang cảnh thật là đẹp. Mình chỉ biết là enjoy cái bữa ăn của mình và không còn một nỗi sợ hãi gì nữa hết. Quang cảnh đẹp hay trai đẹp? Cả hai luôn. Thank you. Thank you. Sau 50 phút ăn tối trên không thì cảm giác lại dùng hai từ tuyệt vời. Một cảm giác lại tuyệt vời. Khi bạn đến Dubai, bạn cần trải nghiệm dịch vụ này, bạn cần trải nghiệm cảm giác này, vô cùng thú vị. Khu này khá là nhộn nhịp, khu này vui đấy. Khu này có cà phê này, có quán ăn này, có nhiều thứ, khu này cực kỳ vui. Đây là bãi biển JBR Beach. Nó là một trong những bãi biển mà vô cùng thu hút tại Dubai khi bạn đến Dubai. Ra bãi biển này, Ngọc Trinh có cơ hội được thể hiện nữ hoàng nội y mặc bikini bên lạc đà. Ngày hôm qua khi mà Ngọc Trinh nhảy dù ấy, Ngọc Trinh mặc áo crop top ấy, mặc áo hở một tí là họ không cho mặc, họ bắt Ngọc Trinh vào mặc áo kín vào. Ngọc Trinh bảo why. Và hôm nay khi ra bãi biển này, nếu mà Ngọc Trinh mặc áo kín nữa thì con gì là biển, đúng không các bạn? Kia có một quán cà phê, một cái view uống cà phê trên không tiếp. Đúng là Dubai, cái gì cũng đặc biệt, cái gì cũng có thể uống trên không, ăn trên không và ngủ trên không được. Ở đằng xa hình như đang xây một cái đu quay. Hình như cái đu quay này là cao nhất thế giới, vượt qua cả cái đu quay của Singapore. Đúng là Dubai, Dubai number one. Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. Let's go, let's go, let's go. Đi các quốc đi. Chào các bạn, đây là Waseem. Anh ấy là quản lý của nhà hàng Dinner in the Sky. Lần trước anh Tiệp và Trinh và toàn bộ ekip đã ăn tối ở trên đó và gặp bạn này là Waseem, thì cũng là á quân của cuộc thi Man of the World. Vậy đến hôm nay ekip của anh Tiệp đã mời Waseem vào enjoy vào với cả YouTube và cái clip ngày hôm nay. Hi Waseem, how are you? I am very good. How are you? Yeah, I just heard that you are manager of what is the name? Man of the World. Man of the World. Yeah. The first runner up. No, second runner up. Second runner up. Yeah. So okay, great. So are you excited to come with us today? Yeah, of course I am. Yes. I don't even sleep well, but I'm always ready. Yeah. Oh, really? Okay. Thì bạn ấy có nói là bạn ấy hôm qua hồi hộp quá nỗi mà không ngủ được ngon, nhưng mà sáng nay vẫn ok, vẫn tiếp tục có thể join với clip của anh Tiệp. I hope you can see me maybe the first time. Let me show you my eyes anyway. I'm really excited to make a video channel with these lovely people. And maybe one day I will come and visit you guys in Vietnam. Sure, you should, you should. Bạn ấy nói rằng là bạn ấy đã check Instagram của anh Tiệp với Ngọc Trinh và bạn ấy thấy rằng là Ngọc Trinh thì quá là sexy. So you going to see how sexy she is today by? Yeah, live. Can you feel it? Hay lắm, hay đến mình sướng thế này lắm. Ghét rồi. Mới qua bọn ngủ ấy, mình sướng lắm. Anh Tiệp thì cỡ lạc đào ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi, còn đây là lần đầu tiên Trinh cỡ lạc đào ở Dubai. Và may mắn hơn là được có một anh đẹp trai như thế này sẽ take care cho Trinh. Hả? You take care me? Okay? No, I'm not afraid of camel, but I'm excited, I'm ready, yeah. Hi! How are you? How are you? I'm fine. Okay, you fine? Oh! Again, again! What? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh. Ok. Đây là lần thứ hai mình cưỡi lạc đà. Cảm giác này cực kỳ thú vị vì cưỡi lạc đà trên bãi biển ở tại đất nước Dubai, một đất nước đạo hồi. Wow. Ở đây. Một bên là biển, một bên là tòa nhà cao tầng và đây là lạc đà. Lạc đà thì thường thường có trên sa mạc, nhưng Dubai thì cái gì không gì là không thể. Cảm giác hồi nãy giờ đi một vòng biển này Trinh rất là thích. Trinh nghĩ là sau này đi qua Dubai là Trinh sẽ đi cỡ lạc đà nữa. Nhất là có trai đẹp ở đằng sau. Well, I'm really excited today to meet this lovely model and the rest of the team. They are really nice and she is very good looking and sexy. And we both are having a good time riding the camels in Dubai. And I want to say welcome to everyone in Dubai. I'm happy to meet all of you. Các bạn muốn xem những hình ảnh đẹp độc của mỗi chuyến đi thì mọi người có thể qua follow Instagram của Vũ Khắc Tiệp có tích màu xanh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.